Các ngày hội quân, đội tuyển Việt Nam nhận tin vui tan chảy, lợi thế khổng lồ, huấn luyện viên Chu Dê sẵn sàng tạo kỳ tích. Như đã biết tại Asian Cup 2023, đội tuyển quốc gia Việt Nam nằm ở bảng D với các đối thủ là Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Đây là bảng đấu được xem là khó khăn với sự có mặt của đội bóng số 1 châu Á, Nhật Bản. Không quá khi nói Nhật Bản gần như nắm chắc suất vào vòng trong với người đầu bảng. Đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc sở hữu chiều sâu nhân sự đáng mơ ước với bất kỳ đội tuyển nào tại khu vực châu Á. Ở cả ba tuyến, Samurai Xanh đều có các sao số chơi bóng tại châu Âu. Những gương mặt quen thuộc với người hâm mộ Premier League như Takehiro Tomiyasu, Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma hay Takumi Minamino hứa hẹn sẽ có mặt trong dàn quân của huấn luyện viên Hajime Moriyasu dự cúp châu lục lần này. Chưa kể Nhật Bản đang rất khao khát giành lại vinh quang Asian Cup sau 12 năm chiếc cúp bị ngó lờ. Ở lần tham dự gần nhất, đội tuyển xứ sở mặt trời mọc để thua toàn tập với tỷ số 1-3 trước Qatar. Tuy nhiên, đội tuyển Nhật Bản lại vừa phải đón nhận những thông tin rất không vui khi hai trong số những ngôi sao đẳng cấp nhất của họ là Kaoru Mitoma và Take Kubo có khả năng sẽ bỏ lỡ trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup năm 2023. Trong trận đấu giữa Crystal Palace và Brighton, tiền đạo Kaoru Mitoma đã phải rời sân ngay phút thứ 83 vì chấn thương. Sau trận đấu, huấn luyện viên Roberto De Zerbi cho biết, đây là một chấn thương không hề nhẹ của cầu thủ 25 tuổi người Nhật Bản và khả năng cao anh sẽ bỏ lỡ trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 14 tháng 1 tới đây. Thậm chí còn có thể lỡ cả Asian Cup 2023. Đây là thông tin không vui với huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nhật Bản, bởi lẽ vì Mitoma đang là nhân tố quan trọng bậc nhất trong đội hình Samurai xanh. Được biết theo thông tin từ truyền thông Anh Mitoma sẽ phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 6 tuần vì chấn thương mắt cá chân. Nếu có thể trở lại như Mitoma thì chỉ hy vọng được ra sân cho đội tuyển Nhật Bản trong trường hợp đội bóng này tiến sâu tại Asian Cup năm 2023. Ngoài trường hợp của Kaoru Mitoma, tiền vệ Takefusa Kubo cũng gặp phải chấn thương không hề đơn giản. Cựu sao Real Madrid đã dính chấn thương trong trận đấu giữa Cadiz và Real Sociedad. Huấn luyện viên Imanol Anguasin cho biết nhiều khả năng chân sút trẻ người Nhật Bản đã bị gãy xương sườn. Tầm quan trọng của Kubo và Mitoma với các câu lạc bộ chủ quản khiến những huấn luyện viên của họ có lý do để tung hỏa mù về chấn thương của cầu thủ. Song ngay cả khi nỗ lực bình phục để chơi cho Samurai xanh ở Asian Cup 2023, bộ đôi Kubo và Mitoma khó có thể đạt được thể trạng tốt nhất. Hiện tại hậu vệ cánh Tomiyasu cũng đang phải chạy đua với thời gian để kịp góp mặt với đội tuyển Nhật Bản dự Asian Cup 2023. Trước đó cựu sao của câu lạc bộ Bologna đã gặp một chấn thương bắp đùi vào đầu tháng 12. Cơ hội tham dự Asian Cup 2023 vẫn còn khá mong manh. Chấn thương của các trụ cột kể trên nếu để nói rằng có ảnh hưởng đến cơ hội cạnh tranh chức vô địch của tuyển Nhật Bản hay không thì chắc chắn là có. Nhưng nếu không có những cái tên này, lực lượng của họ vẫn đủ sức đánh bại đội tuyển Việt Nam. Bởi những cái tên khác cũng không thua kém là bao. Junya Ito, Ritsu Doan hay là Takumi Minamino đều là những cầu thủ có tiếng và đang thi đấu rất tốt tại các giải vô địch quốc gia châu Âu mùa giải năm nay. Nhật Bản đã có 4 lần vô địch Asian Cup và được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho giải đấu sắp tới. Đây là đội bóng châu Á có thứ hạng cao nhất của FIFA và đang thể hiện được phong độ rất cao. Đội tuyển xứ mặt trời mọc đã thắng cả hai trận đầu tiên ở vòng loại World Cup 2026 khi vượt qua Myanmar 5-0 và Syria với cùng tỷ số. Mở rộng ra, những chiến binh Samurai đã thắng 8 trận quốc tế liên tiếp. Trước đó họ đã thắng Peru, Canada và Đức cùng tỷ số 4-1, thắng Thổ Nhĩ Kỳ 4-2 và vượt qua Tucinia 2-0. Theo thống kê, Nhật Bản đã thắng 8 trận liên tiếp, ghi đến 34 bàn và chỉ để thủng lưới 5 bàn, một thành tích hết sức ấn tượng. Đội bạn có những cầu thủ gặp phải chấn thương, còn đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng chẳng khác là bao. Trước ngày lên tuyển, không ít cầu thủ được triệu tập đồng loạt báo tin giữ đến huấn luyện viên Philip Chuzi. Mới đây nhất, thể công Việt theo thua 0-3 trước thép xanh Nam Định vào tối 27 tháng 12. Tiền vệ Hoàng Đức và Trương Tiến Anh cũng bị đau và không thể thi đấu hết trận. Hiện chưa rõ mức độ chấn thương của Hoàng Đức cũng như Tiến Anh. Cả hai sẽ cần thời gian kiểm tra kỹ lưỡng để nắm được tình hình. Cùng trong ngày trận đấu với Bình Định thắng 1-0 trước Hải Phòng, Thủ thành Đặng Văn Lâm cũng khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi bị đau ở chân và buộc phải rời sân ở hiệp 2. Tương tự như hai cầu thủ thể công Việt theo, thủ môn Việt Kiều Nga cũng cần phải kiểm tra kỹ hơn để chẩn đoán mức độ nặng nhẹ của chấn thương gặp phải. Trước đó, huấn luyện viên Philip Chuze đã phải nhận tin kém vui từ chấn thương của Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Trung, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Tiến Linh, Hoàng Văn Toản, Nguyễn Thành Nhàn trong đó Thành Trung đã chính thức lỡ hẹn với giải đấu diễn ra vào tháng sau. Về trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải, anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương rách bắp, còn Thành Trung cần nghỉ ít nhất 2 tuần do bị đụng dập dây chẳng chéo trước và sụn trên ngoài. Tiến Linh và Hoàng Văn Toản cùng gặp chấn thương trong cuộc đối đầu giữa Công an Hà Nội và BKMX Bình Dương vào tối ngày 26 tháng 12. Riêng Tiến Linh đã xác định mức độ chấn thương. Tình trạng của tiền đạo này không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn cần thời gian quan sát thêm. Còn tiền đạo trẻ Nguyễn Thanh Nhàn dự kiến mất 2 đến 3 tuần mới có thể hồi phục chấn thương gặp phải ở trận gặp PVF Công an Nhân dân gặp Huế ở giải hạng nhất quốc gia. Như vậy tính đến lúc này, các tuyển thủ nêu trên đều bỏ ngỏ việc thi đấu cùng đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023. Trước cơn bão chấn thương của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Philip Chuze cùng các cộng sự chắc chắn phải có những tính toán lại về mặt nhân sự. Bóng đá thì luôn chứa đựng bất ngờ và lại không có đội bóng nào thi đấu mà không có mục tiêu. Chỉ ít mục tiêu của đội tuyển Việt Nam phải là vượt qua vòng đấu bảng. Chúng ta sẽ tính kỹ thời điểm đúng sức để hướng về mục tiêu đó. Như đã đề cập, tại bảng D, Nhật Bản là đội mạnh nhất. Bóng đá Nhật Bản hiện đã tiệm cận trình độ thế giới. Rất khó để đội tuyển Việt Nam giành điểm trước Nhật Bản trong trận gia quân tại Asian Cup. Chính vì thế, mục tiêu thiết thực nhất của đội tuyển Việt Nam ở trận gia quân có lẽ là tránh để vỡ trận trước đối thủ mạnh vượt trội. Thời điểm thích hợp để đội bóng trong tay huấn luyện viên Philip Chuze bung sức có lẽ là các trận đấu với Indonesia và Iraq. Chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện đánh bại Indo và cầm hòa Iraq để mơ về vé vượt qua vòng bảng. Riêng với đối thủ Iraq, ở trận đấu mới nhất giữa hai đội diễn ra vào ngày 21 tháng 11 trên sân Mỹ Đình. Trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam thua sát nút 0-1. Với bàn thua ở những phút bù giờ, tức là về mặt lý thuyết, nếu đội tuyển Việt Nam dẻo dai hơn một chút, may mắn hơn một chút, chúng ta có thể cầm hòa và có thể có điểm trước đại diện của bóng đá Tây Á. Trận đấu gặp Nhật Bản cũng sẽ rất đặc biệt với cá nhân huấn luyện viên Philip Chuzy, khi ông có dịp đối đầu với đội bóng mà mình gắn bó. Với truyền thông Nhật Bản, huấn luyện viên Chuzy vẫn là cái tên đầy sức hút. Ông từng được xem là người đặt nền móng cho sự thành công của bóng đá mặt trời mọc với chức vô địch Asian Cup năm 2000 và Á quân FIFA Confederation Cup năm 2001. Tín hiệu đáng mừng với huấn luyện viên Chuze là trong những vòng đấu đã qua, nhiều tuyển thủ quốc gia đã ra sân thường xuyên và đóng góp tích cực cho đội bóng chủ quản. Tuy nhiên, ông Dê vẫn chưa thể yên tâm 100% cho đầu ra bàn thắng của đội tuyển Việt Nam. Cho tới khi đội tuyển Việt Nam tập trung, thất bại trước Iraq trên sân Mỹ Đình vừa qua chính là lời nhắc nhở đối với ông Chuze giải đấu trên đất Qatar tới đây đặc biệt khắc nghiệt với các cầu thủ Việt Nam. Ở đó, họ sẽ phải đối đầu với những đối thủ to cao, sở hữu tốc độ và nền tảng thể lực cũng như lối chơi áp sát với cường độ cao gần như suốt 90 phút. Chưa kể tới vấn đề thời tiết cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến nền tảng thể lực của các tuyển thủ trong suốt quá trình tham dự giải. Bởi vậy, huấn luyện viên Chu Dê cần có những tính toán để đưa ra một giáo án tập luyện hợp lý cho toàn đội. Ngoài ra, việc xoay tua nhân sự để đảm bảo các cầu thủ đều có thể lực, đáp ứng yêu cầu chiến thuật cũng là thử thách với ông thầy người Pháp. Ông Chuse đã và đang xây dựng lối chơi tấn công kiểm soát bóng, làm nền tảng cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng thực tế đội tuyển Việt Nam sẽ phải chơi phòng ngự phản công nhiều hơn tại vòng chung kết Asian Cup tới đây. Tuy nhiên, hiệu quả của những tình huống phản công của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại là chưa cao. Những đường truyền quyết định ở khu vực 1 phần 3 cuối sân vẫn chưa mang lại nhiều cơ hội rõ rệt cho đội tuyển Việt Nam. Nguyên nhân từ khả năng xử lý bóng khi bị pressing ở cường độ cao của các cầu thủ là chưa tốt. Nó được thể hiện tương đối rõ ràng trong các trận đấu gặp các đối thủ mạnh như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Iraq vừa qua. Khi bị những đối thủ có thể hình cao to áp sát liên tục, các cầu thủ Việt Nam thường tỏ ra khá lúng túng, hoặc các cầu thủ sẽ để mất bóng hoặc xử lý một cách vội vàng dẫn tới những đường truyền không đem lại lợi thế cho các đồng đội ở tình huống bóng tiếp theo. Để chơi tốt tại Asian Cup, việc các cầu thủ sở hữu phong độ cao là điều kiện cần, còn điều kiện đủ vẫn phải chờ đợi vào bàn tay nhào nặn của vị chiến lược gia người Pháp. Và trận giao hữu với Kyrgyzstan sẽ là cơ hội để đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Chuze hoàn thiện lối chơi. Thêm nữa thì phù thủy trắng cũng có thể lựa chọn được đâu sẽ là những cầu thủ chủ chốt trong đội hình của mình.